Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng hiểu tiếp tục về sân trồng cháy và tìm hiểu về ưu nhược điểm của nó. Thành phần của sân trồng cháy cho phép hầu như các loại vật liệu sử dụng có thể, đó là sắt, thép, gỗ, ván, thạch, đá, thạch cao, bê tông, gạch và melamine. Do đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng sân trồng cháy để bảo vệ tốt và trong an toàn trong xây dựng. Ưu điểm là bảo vệ vật liệu xây dựng, đúng như cơ chế hoạt động của sân trồng cháy, phụ thuộc vào độ dày của sơn khi mà thời gian bảo vệ vật liệu cũng tương ứng từ 30 phút đến 180 phút hoặc hơn thế nữa. Bên cạnh đó, nó còn sinh ra khí để bắt lửa và không gây độc hại. Mức nhiệt độ của sơn chống cháy có thể chịu đựng được lên đến vài ngàn độ C, đảm bảo khung vật liệu vững chắc trong khoảng 2 đến 3 giờ cho đến khi lực lượng cứu hỏa đến. Vẫn mang tính thẩm mỹ, tuy là mang chức năng như vậy nhưng mà giống các loại sơn thông thường, sơn chống cháy rất đa dạng. Do vậy, bạn có thể yên tâm sử dụng các loại sơn này để phù hợp với các thiết kế nội và ngoại thất của gia đình mình. Thêm vào đó, các nhà xưởng kết hợp thép, kết cấu thép hoàn toàn có thể sử dụng do có tính thẩm mỹ cao. Tiêu chuẩn của sơn chống cháy. Tiêu chuẩn của sơn chống cháy phụ thuộc vào thời gian chống cháy của lớp sơn. Để lớp sơn có được hiệu quả tốt nhất, cần lưu ý một số điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình thi công. Trước khi tiến hành sơn, cần vệ sinh bề mặt thật sạch, loại bỏ hết các bụi bẩn hay lớp sơn cũ, sau đó sơn lần lượt theo đúng quy trình. Khi tiến hành sơn, cần đảm bảo nhiệt độ không khí trên 30 độ C và độ ẩm không khí dưới 80% và tuyệt đối không sơn khi trời mưa. Mọi người có ý kiến thêm về vấn đề này thì hãy để lại comment phía dưới nhé. Nếu mọi người có nhu cầu tìm hiểu về xây nhà trọn gói, hãy liên hệ với mình là Hoàng Nam của EC để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 401 061.